Xin kính chào và cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã ghé thăm kênh YouTube của anh Dũng Vision. Đây là bản tin buổi tối ngày 5 tháng 11 năm 2023. Chương trình lúc 22 giờ nói chuyện thế giới qua quả địa cầu. Như chúng ta biết là ông Lukashenko, ông này là coi như là đồng minh thân cận với lại Putin, Belarus đấy các bạn. Nói về Nga và Belarus sẽ tái thiết Ukraine. Đấy, câu này là Nga mới các bạn nha. Thông thường mà đánh nhau xong cái là mấy cái nước mà nó phá hoại đấy. Tức là ví dụ như là đánh Campuchia xong hay đánh Afghanistan xong hay là Iraq xong là các cái nước ngoài phương Tây ấy, nó nhảy vào nó tái thiết. Tức là các bạn biết là làm một cái cầu biết bao tiền, rất nhiều cầu, nhà cửa thành phố ABC. Nhưng mà bây giờ Lukashenko cũng nói là chỉ Nga và Belarus tái thiết Ukraine là chúng ta biết rằng là thôi phương Tây đứng ngoài ngó nha. Cái ông Lukashenko này nói, tôi nói thật với quý vị, tôi cũng không phải là nói cái gì tôi cũng tin đâu, nhưng mà có cái ông là vừa chơi với Nga nhưng mà đồng thời là sợ Nga và lợi dụng Nga. Bởi vì mấy nước mà thả ông này ra là có nghĩa là trôi giữa dòng đời luôn. Thế tôi nghĩ là ông này cũng phải báo Nga thôi. Hiện nay thì Belarus với Nga đang có một cái chương trình sản xuất máy bay riêng các bạn nhé. Nói chung Nga, tự Nga cũng sản xuất được rồi. Còn thế giới chúng ta biết là có Boeing của Mỹ và Airbus của châu Âu. Đấy, nhưng mà bây giờ Nga thì cũng có, mà bây giờ Belarus thì cho kể làm ăn chung với nhau tí cũng được. Nga tuyên bố là sẽ cung cấp 60 tấn, tức là viện trợ nhân đạo cho Gaza. Và chúng ta biết là hiện nay Nga là đang chiếm 1/3 cái tức là cái tổng cái số mà sản xuất cái kim cương, tức là cái sản lượng của kim cương sản xuất trên toàn thế giới thì Nga hiện nay là chiếm 1/3. Cái giảm tôi có lẽ là không có được ok lắm bởi vì uống về rồi các bạn nhé. Tức là chủ nhật là tôi đi uống một lần thôi, nhưng mà cũng cố gắng lên sóng này. Hiện nay thì Moldova, tức là Moldova giáp với lại Ukraine các bạn, tức là đang bầu cử cấp địa phương. Còn Jordani là chúng ta biết là nó sát với Israel. Đấy, nhỏ quá đây. Jordani là với lại Nhật Bản phía bên Đông Á rồi. Đấy, bây giờ là coi như hợp tác với nhau để mà coi như giúp cái giải Gaza, tức là hợp tác để mà xây dựng cái giải Gaza, mà cái Gaza bây giờ đã đánh xong đâu. Ông Blinken vừa rồi qua bên Israel, chúng ta biết là ông nói là quyền ngừng bắn, tức là ngừng bắn là tức là để mà không phải ngừng bắn hết đâu, mà ngừng bắn để mà đưa người tức là di tản đi về hướng nam, tức là theo chu trình như vậy thôi. Và lại còn khuyên là Israel là dùng cái bom nhỏ hơn để mà đánh, chứ đừng có, hoặc là bom chính xác, chứ đừng có đánh cái bom lớn vào Gaza. Israel thì tuyên bố đã tiêu diệt 20 chỉ huy của Gaza rồi các bạn nha. Thủ tướng Canada bây giờ cũng đề nghị cái thủ tướng của Israel là ưu tiên cái giải cứu con tin. Nhưng mà hiện nay là Netanyahu là quyết đánh, là đánh cho đăng xuất cái gọi là cái Hamas ra khỏi trái đất cái đã. Chỉ cái đấy là ưu tiên một. Cái tuần dương hạm Hoàng đế Alexander Đệ Tam, tức là của Nga đấy các bạn, tức là đã bắn, tức là bắn trên biển các bạn nhé, tới một cái địa điểm tại Kamchatka. Đây là Kamchatka này, tức là một cái bán đảo này có thể nói là sỏi đá không, thì đã bắn thử vào đây cái loại tên lửa đạn đạo Bulava là đã chính xác. Hiện nay thì châu Âu vẫn nhập cái dầu khí cũng như khí đốt của Nga, còn cái LNG, tức là cái loại mà khí hóa lỏng á, thì cũng nhập từ Nga, tức là trong 6 tháng đầu năm nay là 5,3 tỷ euro. Chúng ta biết là khí hóa lỏng này thì sau khi mà dẹp cái dầu với khí của Nga thì Mỹ là cung cấp cho châu Âu là cái loại đấy, nhưng mà thực tế là châu Âu vẫn mua của Nga. Bởi vì dù sao nó cũng rẻ hơn. Cái chi phí các bạn biết từ Mỹ mà qua bên châu Âu là bên này khác với từ đây qua đây rất là gần. Cho nên châu Âu vẫn mua bất chấp là coi như là các cái lệnh trừng phạt của Mỹ
thậm chí cả phương Tây đối với Nga trong các lĩnh vực xuất nhập khẩu, đặc biệt là năng lượng. Thủ tướng của Romania chúng ta biết là cô là một nước xã hội chủ nghĩa giáp Moldova và giáp cả Ukraine, thì đã lên tiếng là coi như giải tán cái tiếng Moldova đi. Mà tiếng Moldova này các bạn biết là xưa nay là người ta nói tiếng Nga, tiếng Moldova là cái tiếng của đất nước này nhưng mà nó là thiểu số. Bây giờ Romania lại đề nghị là giải tán cái tiếng Moldova mà nói dân Moldova là nói tiếng Romania, tức là tiếng Romania sẽ là tiếng quốc ngữ của Moldova. Mà Moldova chúng ta biết rồi, hiện nay là đang bầu cử cái cấp địa phương, tức là cái chế độ của Sandu đó. Nhưng mấy ngày này chúng ta có nói về chỗ Pakistan và Afghanistan, tức là biển này đang trả lại những người mà bất hợp pháp. Thì trong đó người ta tính là có 200 nhà báo của Afghanistan hiện nay đang hoạt động tại Pakistan sẽ bị trục xuất về lại Afghanistan. Trong cái số mà 9 ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa về chức tổng thống của sáng năm ấy, thì chúng ta biết là có ông Ramaswamy, tức là một cái ông gốc Ấn. Thì ông này gây tranh cãi rất là nhiều. Thì ông nói là nếu mà ông mà trúng cử tổng thống Mỹ ấy, thì ông sẽ nói là Nga là coi như là 30 giây thôi là giải tán ngay cái chiến tranh với, tức là xung đột với Ukraine. Thế người ta hỏi là cái đó là cái chi, thì ông nói là ông chỉ cần nói Nga, tổng thống Nga Putin một điều ấy, nếu Nga đừng có chơi với Trung Quốc nữa thì chúng tôi sẽ không kết nạp Ukraine vào NATO. Tức là đừng có chơi với Trung Quốc nữa thì chúng tôi sẽ không kết nạp NATO. Thì tôi nói ông này là không bao giờ làm tổng thống Mỹ được. Ông làm như là nếu mà kết nạp vào NATO cái là Nga nó chết. Cho nên là bây giờ ông nói là ca đừng có chơi với Trung Quốc nữa thì chúng tôi sẽ không kết nạp. Tức là không hiểu gì về chính trị, về kinh tế, về thế giới cả. Cái loại này nó bị rớt rồi nha các bạn nha. Đấy là phát ngôn của ông đấy. Hiện nay thì Mỹ nói chung là nếu mà nói về gợp nhất là gợp Trung Quốc thôi. Đấy. Thì hiện nay là Mỹ nếu mà cương với Trung Quốc, Nga thì coi như thế rồi đấy. Nói về quân sự quốc phòng, Nga số 1 rồi. Nhưng mà nếu mà nói về tổng thể, về kinh tế, về lâu dài thì thua Trung Quốc. Bởi vì Trung Quốc là cái số lượng người dân rất lớn. Chúng ta cứ nghĩ đây, nếu bán ở Việt Nam là một cái iPhone thì bán Trung Quốc tới 15 cái. Bên này bán 10 cái, bên đây 150. Bên này là 1 triệu, bên đây là 1 tỷ rưỡi. Cho nên chúng ta thấy là đây là cái thị trường rất là lớn. Chính vì thế cho nên là nếu mà thắng được Trung Quốc thì Mỹ mới có thể là thống soái thế giới này, trong khi Trung Quốc càng ngày càng đang lên. Đấy. Cho nên là Mỹ đã hiện nay đưa ra ba cái giải pháp, ba cái nhóm vấn đề. Đấy. Nếu mà có chiến tranh với toàn diện với Trung Quốc, hoặc là có vấn đề phải cấm vận với Trung Quốc, thì Mỹ phải làm được ba cái vấn đề sau đây. Thứ nhất là phải đảm bảo cái chuỗi cung ứng của mình, các sản phẩm then chốt của mình không phụ thuộc ai hết. Đấy, cái thứ nhất. Cái thứ hai là công nghệ tiên tiến là không thể áp chế làm tổn hại cái an ninh của nước Mỹ. Phải làm được cái điều đó. Tức là cái công nghệ tiên tiến anh phải ok, không phải bị lợi dụng ai hết, phụ thuộc ai hết. Và cái thứ ba là Mỹ phải là tất yếu phải tăng cường cái gọi là cái năng lực chế tạo công nghiệp cho bản thân mình, không phụ thuộc ai hết. Nếu làm được cái đấy thì bắt đầu phải cương được Trung Quốc. Hay nói cái khác là bây giờ Mỹ chưa cương được với Trung Quốc các bạn nhé. Đấy, nó là như vậy. Thế thì hôm nay thì tôi cũng có một số cái tin vắn vậy thôi. Cũng mong các bạn thông cảm. Cũng nói chung là cả một tuần làm việc chỉ có một tí chiều chủ nhật để ngồi uống một tí. Và bây giờ mời các bạn đến thành phố Samara. Đây là một cái thành phố vũ trụ của nước Nga. Rất cảm ơn các bạn đã thông cảm và theo dõi video của anh Dũng Vision tối hôm nay. Chúc các bạn có một buổi tối ngủ ngon. Bye bye. Chúng ta đến với thành phố Samara. Thành phố ban đầu được thành lập năm 1586, một pháo đài bảo vệ. Giờ đây đã trở thành một trung tâm kinh tế, giao thông, khoa học, giáo dục và văn hóa lớn. Họ làm sô-cô-la rất là thơm ngon và bia hảo hạng ở đây. Đồng thời chế tạo máy bay và các phương tiện phóng. Hóa ra Samara có rất nhiều thứ được gọi là tuyệt vời nhất. Nhà ga cao nhất châu Âu, quảng trường thành phố lớn nhất châu Âu, bờ kè dài nhất nước Nga. Chiếc máy bay chở khách phản lực phổ biến nhất của Liên Xô Tu-154 đã được sản xuất ở đây. Chúng tôi quyết định khám phá thành phố này bằng cách đi bộ, vì
sống ở cách bờ kè Volga không xa, nên chúng ta có thể bắt đầu từ hành trình nơi đây các bạn nhé. Giữa thế kỷ 19, công nghiệp hóa bắt đầu ở Nga. Một trong những động cơ thúc đẩy điều này là thất bại trong chính, trong đó rõ ràng là Nga đang tụt hậu so với các cường quốc công nghiệp châu Âu. Quá trình này trở nên đặc biệt tích cực sau khi giải phóng nông dân, những người do thiếu đất đã lên thành phố làm việc tại các doanh nghiệp. Công nghiệp hóa đòi hỏi về nguyên liệu thô, tài nguyên và thậm chí cả thực phẩm tầm thường cho dân số ngày càng tăng của thành phố. Trong khoảng thời gian đó, tinh thần kinh doanh bắt đầu phát triển tích cực, bao gồm cả Samara. Nếu vào năm 1851 ở thành phố của chúng tôi không có một thương gia của hộ thứ nhất và chỉ có 18 người của hộ thứ hai, thì năm 1886 thì chúng tôi đã có 30 thương gia của hộ thứ nhất và 464 thương gia của hộ thứ hai. Hội là một cái gì đó nó giống như là công đoàn của các thương nhân ở nước Nga ở tiền cách mạng. Nó chỉ có một thương gia được nhập vào hội theo tình trạng tài sản của anh ta giàu hơn, có thu nhập cao hơn, và trước hết nếu có vốn khiêm tốn hơn một chút. Trong thứ hai thì vì vậy Samara có thể tự hào là một cảng sông lớn. Trên thực tế, nó là một cơ sở trung chuyển hàng hóa dọc tuyến đường theo vùng Volga đến Moscow và Saint Petersburg, hoặc là đến Uran và xa hơn. Xa hơn nữa là xuôi theo dòng sông đến Caspian, tới Trung Á. Theo đó, ở nơi đây, Samara có số lượng lớn các trinh thự buôn bán trong lịch sử. Nhưng khi đến bộ đến đó thì bạn có thể thấy sự tương phản giữa ngôi nhà được tu sửa lại và ngôi nhà thời gian bên cạnh. Và có rất nhiều ví dụ như vậy. Một số ngôi nhà đang được khôi phục nhưng phải mất một thời gian dài. Tôi hiểu rằng tôi bận rộn như thế nào về sự hiện diện của các vấn đề khác cần phải quan tâm khẩn cấp. Nhưng nếu người Ba Lan sau chiến tranh có thể xây dựng lại Warsawa từng viên gạch trước nhiều vấn đề cấp bách khác, thì trong số các tòa nhà lịch sử Samara có một cái nổi bật thu hút sự chú ý và khơi dậy sự thích thú, có thể nói là một huyền thoại. Một trong những ngôi nhà này chính là dinh thự Kikubalov, hay còn gọi là ngôi nhà với người Anantes. Người ta cố giữ bí mật của mình bởi vì thế rất khó mà đến được ngôi nhà này. Mặc dù việc tái thiết và chuyển tòa nhà dường như là hoàn thành đến bảo tàng nghệ thuật Samara, nhưng chúng ta có thể gặp một nhóm du lịch tại ngôi nhà hoàn toàn tình cờ và bạn có thể vào bên trong, hay không chỉ là vấn đề may mắn. Vào thời Xô Viết, ngôi nhà này thậm chí còn bị chiếm giữ một thời gian, nhưng cuối thời kỳ Xô Viết thì tòa nhà này ở trong tình trạng tồi tàn. Và năm 1991, ngôi nhà được chuyển đến bảo tàng nghệ thuật Samara. Và có cái gì không tốt ở đây, và kể từ đó tất nhiên đã trở nên tốt hơn nhiều so với trước đây. Tôi đã tình cờ tìm được bức ảnh của những ngôi nhà trước khi chúng được trùng tu. Những người Argentina này đã biến mất vào trong những năm 90. Điều này chỉ làm tăng thêm sự bí ẩn về ngôi nhà và số lượng truyền thuyết gắn bó với nó. Có nhiều tin đồn khác nhau, chúng đã bị đánh cắp và bán, bị đánh cắp để làm bộ sưu tập của ai đó, hoặc là chúng hiện là một phần của một biệt thự giàu có nào đó. Nhưng không, vào những năm 90, quá trình tái thiết chậm chạp đã bắt đầu và người Argentina đã được đưa vào bảo tồn, đặt họ vào bên trong. Như chúng tôi biết là vào ngày 12 tháng 4 năm 1961, Yuri Gagarin, người trái đất đầu tiên bay vào vũ trụ, 108 phút đã thay đổi thế giới và trở thành khởi đầu cho hành trình khám phá không gian, đồng thời là cuộc chạy đua không gian giữa hai siêu quyền. Sau chuyến bay quan trọng của mình, Gagarin đã bắt đầu một cuộc hành trình dài hơn và ý nghĩa hơn nhiều vòng quanh trái đất. Ở mọi nơi, anh đều được chào đón như một anh hùng và được vinh danh, bất kể hệ tư tưởng chính trị. Tuy nhiên, giống như bất kỳ tay đua nào, không có ô tô, cũng chỉ là một con người. Vậy nên Gagarin cũng chỉ là một người đàn ông không có tên lửa tiên tiến nhất lúc bấy giờ, đóng góp xứng đáng là năm 1201 để vinh danh kỷ niệm 40 năm ngày chuyến bay đầu tiên của Gagarin. Một tượng đài của phương tiện phóng Soyuz đã được dựng lên ở Samara. Nó nặng khoảng 20 tấn và cao 68 mét. Những tên lửa này được tạo ra Samara Kuibyshev vào năm 1958 và trở thành phương tiện của chương trình không gian Liên Xô. Lịch sử của tên lửa đặc biệt này bắt đầu muộn hơn nhiều so với các chuyến bay của Gagarin, và vào giữa những năm 80 nó được sử dụng để huấn luyện phi hành đoàn, và cuối cùng vào những năm 90 họ quyết định biến nó thành một phần của triển lãm của bảo tàng. Nhân tiện chúng ta phải tri ân khung cảnh xung quanh của bảo tàng hoàn toàn không tệ, thậm chí có thể nói rất đẹp. Đối với những người hâm mộ thuyết âm mưu thì một phát súng kiểm soát từ đầu trong thời đại giám sát toàn diện và gián điệp đối với mọi người, thì cũng như là có sẵn vệ tinh và thiết bị tương ứng. Trong trường hợp Mỹ lừa gạt, Liên Xô sẽ là nước đầu tiên gây ồn ào, và vì vậy nghịch lý chính người Mỹ cũng nghi ngờ thành công của chính mình. Nhưng Liên Xô đã từ lâu gửi tàu vũ trụ lên mặt trăng,
Sau đó, các trạm mặt trăng hạ cánh trên bề mặt của nó và kết quả cuối cùng là việc gửi các tàu thám hiểm lên mặt trăng. Nhìn chung, nếu không có NK33 để vinh danh nhà thiết kế trưởng Kuznetsov về mặt kỹ thuật, thì Liên Xô thậm chí đã không đến thăm mặt trăng. Và khi Liên Xô ra lệnh cho tất cả chúng ta phải sống lâu và chúng ta quên mất chương trình mặt trăng, ném động cơ ra sân sau của doanh nghiệp, và người Mỹ đã tỏ ra quan tâm đến chúng và mua chúng về lắp đặt trên một phương tiện phóng Antares của tập đoàn khoa học quỹ đạo. Tuy nhiên, các kỹ sư Liên Xô đã cố gắng tăng sức mạnh và động cơ hiện có của tên lửa mạnh nhất thế giới Enyar. Làm thế nào để làm nó? Ý tưởng đến từ hàng không. Ở đó, bộ đốt sau được sử dụng để tăng tốc mạnh cho máy bay nhiên liệu phun trực tiếp vào bộ đốt và sau đó là cấp số tăng mạnh. Đây là bản chất mang tính cách mạng của RD-170, trên thực tế là bộ đốt sau trong động cơ tên lửa và làm thế nào để cung cấp nhiên liệu cho lò đốt sau. Và chúng ta sẽ dùng nó làm chất làm mát rồi mơ vào bộ đốt, dập lửa và sẵn, theo nghĩa đen. Bảo tàng thật là thú vị, tất nhiên thật đáng để tham gia một chuyến tham quan như vậy. Nhưng chúng tôi đã làm việc được nửa giờ cuối cùng và chạy phi nước đạn theo đúng nghĩa đen. Và sau đó, ở nhà tôi nhìn và nghiên cứu xem nó là cái gì. Và vì vậy, bảo tàng rất là thú vị, mặc dù kém hơn bảo tàng vũ trụ Moscow, nhưng lịch sử của các cuộc triển lãm cũng như lịch sử chinh phục không gian của chúng ta vẫn rất ấn tượng, bất kể quy mô. Phố thương gia Samara đông đúc bởi những đại lộ rộng lớn. Ở đây, cái cũ cái mới đan xen, chỉ có tình yêu của chúng tôi là không thay đổi. Đối với phố buôn Samara, đông đúc bởi những đại lộ rộng lớn, một ngày không đủ để ngắm nhìn thành phố với các kiến trúc đa dạng và tham quan đến tất cả những điểm du lịch thú vị. Samara là một trung tâm khu vực hiện đại với lịch sử phong phú và được thành lập cách đây hơn 400 năm. Và trong thời gian này, có rất nhiều sự kiện quan trọng đã diễn ra ở đó. Nhưng ngay cả bây giờ, bạn vẫn có thể cảm nhận được tinh thần các thế kỷ trước được thể hiện trong các tòa nhà cổ kính. Vào cuối thế kỷ 19, phong cách này đã làm say đắm các thành phố Paris, Munich, Vienna, Bruxelles, Moscow. Tại Samara, Novovo đã trở thành một trong những phong cách kiến trúc đã được gia chủ yêu thích nhất. Những dinh thự tinh xảo, nhà buôn, ngân hàng, khách sạn lấp đầy không gian thị giác của thành phố tỉnh lẻ bằng những đường nét duyên dáng của chúng. Samara được coi là hòn ngọc của chủ nghĩa hiện đại cấp tỉnh, vì các kiến trúc sư nổi tiếng sau đây đã làm việc ở đây vào đầu thế kỷ thứ 19 và 20: Schickel, Shevchenko, Gierkowski, Mokhtchov, Sorotes-Savkin, Samansky và Shcherbachov. Một ví dụ nổi bật của Samara, Asnovio, là dinh thự của Novokrestenova, một thương gia địa phương nổi tiếng, người thừa kế của triều đại. Tổ tiên của dòng này là Novokrestenov, thương gia của bang hội thứ 3 và cha của một thương gia buôn hội nổi tiếng. Tòa nhà được hình thành như một thành phần của khu đất của thành phố, và xét về vẻ đẹp độc đáo của nó thì nó không thua kém gì những dinh thự có phong cách tương tự ở Moscow. Dinh thự này là một ví dụ về chủ nghĩa hiện đại, ưu tú, tinh vi. Trang trí mặt tiền chủ yếu là các họa tiết hoa, đây là những bông hoa lan, những thân cong dài cuốn quanh nhà và leo lên bên trên, nở hoa và trên gờ của nó. Samara là một thành phố vinh quang về quân sự và dũng cảm lao động ở vùng Trung Volga của Nga. Và thời Xô Viết, nó được gọi là Kubitschek. Chúng tôi dừng lại thành phố mỗi ngày khi đi qua và chỉ khám phá được một phần trung tâm của nó, đúng như dự đoán, nằm trên một bờ cao nhìn ra sông Volga. Samara có cánh của anh, em đứng ở bên vườn Volga. Em như một cô dâu có mái vòm vàng, anh không thể rời mắt. Và là nước pha lê của bạn cuộn tròn như dải ruy băng bạc. Ánh hoàng hôn thần thánh sẽ tràn xuống, vuốt về những mái vòm nhà thờ. Trên địa điểm trước đây của Phát Đa Sen đến Volga vào năm 1971, quảng trường phía trước của Glory được xây dựng để tổ chức các ngày lễ đặc biệt và lễ kỷ niệm lớn. Cùng với quảng trường Samara và quảng trường Chiến Thắng, quảng trường Vinh Quang đã tạo ra một quần thể kiến trúc duy nhất. Trên quảng trường có biểu tượng của Samara, tượng đài Vinh Quang. Tượng đài được tạo ra để vinh danh những công nhân của ngành hàng không Samara, những người đã lập công trong chiến tranh. Trên bệ kim loại sáng bóng cao 40m, có tượng của một công nhân cao 13m đang giơ cánh máy bay bay lên. Và cái dân Samara đã biến nó trở thành thành phố vườn nở hoa, mở đường tới những vì sao, tên lửa bay trong không gian, những người có tâm hồn chân thành đạt đến đỉnh cao. Hoặc họ chơi kèn harmonia, hoặc họ hát với dàn hợp xướng Volga. Tượng đài tượng trưng cho sự đóng góp của cư dân Samara trong việc tạo dựng ngành hàng không của đất nước. Tại đây, trong cuộc chiến tranh Việt Quốc vĩ đại, một loại máy bay tấn công bọc thép mới IL-2 hay còn gọi là xe tăng bay đã được sản xuất. Tác giả của dự án, nhà điêu khắc Bondarenko,
kiến trúc sư Moscow Somrov và nhà điêu khắc Kirukin. Toàn thế giới đã quyên góp kinh phí xây dựng tượng đài. Mỗi nhân viên của các nhà máy xí nghiệp Ubisoft đã quyên góp một rút. Tại quảng trường chiến thắng có một tượng đài phù điêu mang tính biểu tượng về tổ quốc đau buồn cho những người con của mình. Trên tấm đá cẩm thạch của bức tượng có ghi tên của những người thiệt mạng trong cuộc chiến chống chủ nghĩa phát xít. Ngọn lửa vinh quang vĩnh cửu được phản chiếu qua những lưới lửa. Quan cảnh bạch dương thân trắng mỏng manh, bạn có thể nhìn thấy nhà thờ chính thống của thánh Shock, The Wistral, được xây dựng ở đây vào năm 2000. Quảng trường chiến thắng thơm mùi hoa hồng và được trang trí bằng đài phun nước dài 30 hecta do kiến trúc sư Vaha Kakarin, Vladimir Bostov và nghệ sĩ Rolov Baranov thiết kế. Trên quảng trường là tòa nhà của chính quyền của vùng Samara. Quảng trường Vinh Quang là một trong những đài quan sát của thành phố có tầm nhìn ra sông Volga ở bờ phải. Tượng đài đồng chí Sukhov được dựng trên bờ cảng sông Volga năm 2012. Người lính Hồng quân Fyodor Ivanovich Sukhov, nhân vật chính của bộ phim Mặt trời trắng trên sa mạc, nói trong phim: "Bây giờ tôi sẽ đến sông Volga và sau đó chỉ cách Samara một quãng đường ngắn. Điều đó có nghĩa là tôi đã đến được cả Volga và Samara." Samara không phải ngẫu nhiên được chọn làm quê hương của người lính Hồng quân nổi tiếng Sukhov, một trong những nhà biên kịch của bộ phim Valentina Ivanovich Jeshov đến từ Samara. Tác phẩm điêu khắc có chân dung giống với nam diễn viên Anatoly Kuznetsov, người đóng vai Sukhov trong phim. Tác giả tượng đài là một nhà điêu khắc Konstantin Chernyavsky. Trọng lượng của tượng đài bằng đồng là 315 kg. Theo kế hoạch của tác giả, Sukhov không phải đứng một mình trên bờ và các tác phẩm điêu khắc về các anh hùng khác trong bộ phim yêu thích của anh sẽ được lắp đặt tại đây. Cầu thang bằng đá granite dẫn từ tượng đài vinh quang xuống dốc đến bờ cảng của Volga, triển vọng Volsky, bể bơi Seska và khách sạn Volga. Khu vực cảnh quan dọc từ sông Volga bao gồm 4 đường trải dài tổng cộng hơn 4 km, có những bãi biển thành phố song song với bờ kè. Thành phố bên sông trong xanh mướt, mùa xuân rực rỡ ánh đèn vào ban đêm cho đến bình minh. Những bài hát có guitar vang lên khắp Samara và những chàng trai Volga hát cho người phụ nữ buôn xa nghe. Vào lúc bình minh, Volga sẽ vui vẻ chào đón tất cả những người bạn tốt bằng tình cảm và lòng tốt. Chà, nếu khách đến với chúng tôi vào mùa hè, chúng tôi sẽ gặp họ bằng một bài hát trong công viên thành phố.